I am you. Chào anh em, hôm nay thì Phong đã quay trở lại và hôm nay mình sẽ tư vấn cho những bạn có mái tóc xoăn. Thì đối với mái tóc xoăn là một mái tóc rất là khó chọn kiểu tóc. Thì các bạn nên duỗi tóc để cho tóc thẳng ra và các bạn có thể lựa chọn được rất nhiều kiểu tóc phù hợp. Và kiểu tóc xoăn thì các bạn một là lên để ngắn hạn, hai là để dài hạn. Và tóc xoăn thì đối với những bạn có gương mặt đầy đặn một chút thì các bạn nên để kiểu undercut và vuốt ngang sang. Đó là những sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho những bạn nào đang có mái tóc xoăn. Thì bạn nào mà muốn mình tư vấn tiếp thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ có động lực làm tiếp những video về tư vấn kiểu tóc. Chúc các bạn tìm được kiểu tóc phù hợp. Hãy like và subscribe kênh để theo dõi mình nhé.